Đây cái dĩa còn dùng 30. Ủa, cho hai anh em hỏi, không biết là đây là ai? Ủa, cho cái lỗ gì mà đấu nhớ ông không? Không, không, không có cần, không có cần. Dạ, chào cả nhà. Dạ, chào cả nhà. Dạ, chào cô chú anh chị và các bạn trong cộng đồng mạng, trong ngoài nước. Hai anh em con chúc cả nhà một ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe và bình an. Thì hôm nay hai anh em con sẽ trở lại làm nghi thức để hỏi về vấn đề mà của anh giang hồ ở nơi đây. Thì do là hai anh em thì cũng không biết tên ảnh là tên gì. Thật ra là hai anh em thì nghe ảnh cái tính cách ảnh nói chuyện như vậy là cả nhà cũng đã hiểu rồi. Thì hai anh em thì cũng đặt tên như vậy. Thì hôm nay hai anh em con sẽ làm một lần để coi có ảnh hay không. Và hoặc là những hương linh khác mà họ đã lăn cạn ở nơi đây á, họ đói khổ không biết là có về ở nơi đây dùng cần hai anh em giúp đỡ điều gì không. Thì hai anh em thì sẽ bắt đầu cuộc nghi thức nhé. Thôi quên đi tăng. Thì anh quên lấy cái hương ra hay vậy? Chết bỏ lấy rồi. Và hôm nay hai anh em con có đến nơi đây và hai anh em con có một chú lồng thành chỉ tiền nhà bạc bánh trái hay nhân đen. Đây là tấm lòng thành của cô chú anh chị và các bạn gửi cho hộ điện chặt đất đai cai quản nơi đây và các vị hương linh phước mặt mày đói khổ nơi đây. Nếu thiếu thốn quần áo hoặc là đồ ăn thiết yếu thì mong là đến đây nhận một chú lồng thành của anh em nha. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Xong xuống ta. Xuống. Để mà chỉnh cái máy lại. Đây cái dĩa còn dùng 30. Ủa, cho hai anh em hỏi, không biết là đây là ai? Ủa, cho cái lỗ gì mà đấu nhớ ông không? Ủa, ông nói là ông ở chỗ cây ổi đó. Ủa, sao lâu quá con mới gặp ông vậy? Nhưng mà bây giờ hiện tại là ông có khỏe không? Và ông bây giờ đang làm gì cơ hội? Ông bẻ hở cháu ơi. Dạ. Trời, ông đi học kinh rồi. Bởi dạ. Không có lớp ông hai cháu được. Vài bữa nữa, sắp ông gặp hai cháu một lần nữa. Hai cháu. Cho hai anh em con hỏi về điều này được không? Không, không? Rồi. Ủa? Rồi con không biết là anh Vũ bây giờ đang ở đâu rồi. Anh đó đang học khác rồi. Đang bữa nữa giật. Dạ. Con hiểu rồi. Bây giờ mình đốt cho rồi đi. Rồi kêu anh đó về thử coi có về không. Ôi biết bao lâu luôn mới gặp ông á. Đem đốt tiếp cho. Được không? Quá mừng luôn. Sợ ổng thứ nhất là ổng bị bắt á. Cũng mừng. Chết rồi.
cháy đó. Wow, anh em mình bắt đầu không? Thôi để em coi cái máy có quay không, em sợ nó không có quay quá. Nhiều khi nó tự tắt hoài à. Được đó anh Tân, bạn ngồi xuống đi. Anh em mình hỏi một lần nữa đi, biết sao giờ. Không, để như là an toàn. Gặp anh Tư để em bán luôn. Có cần để tàu hũ dưới này không? Tại ngày hôm qua nghe làm theo những lời anh dặn đó. Em không biết nữa. Làm gì? Cô giờ. Bây giờ? Gần 11 giờ. 12 giờ đâu ông vua, 20:00 á là 12 giờ, bây giờ là 22:42. Ai về cũng được hết trơn á. Bây giờ là cần anh đó sợ không có sao không nữa. Một lát nữa anh hỏi những gì mà cần thiết nha anh Tư. Tại là thứ nhất là hỏi ảnh ngày hôm qua ảnh đi đâu. Nói chung là không phải mình điều tra gì, do là mình hai anh em thì cũng là lo lắng về vấn đề đó, muốn giúp ảnh thì bằng cách là một lát là anh hỏi về tình trạng bằng gia đình. Có nè. Dạ. Nè. Vô tăng một. Cô Út để vô không? Không quên nữa. Tiền để vô con diễn chơi rồi. Nhớ những việc. Cho hỏi là ai vậy? Cho hỏi Linh là ai vậy? Tên gì? Thao nè. Thao nè.
quên hả? Dạ anh, anh nhớ rồi. Tao mà không nhờ anh gì, anh gì mà theo hai đứa bay hoài, cứu tao đó không thôi là tao bị nó rồi, tao đâu gặp nữa. Nè, hôm qua bay cúng luôn. Nè đúng rồi, tao không có lỡ được. Giờ anh có sao không anh? Bị đánh thấy mẹ luôn sao vậy? Bay có biết đâu. Sao? Giờ chịu sao? Khổ biết sao vậy? Lúc đó sao anh không cho chạy đi? Nghĩ chạy đâu? Có cái bóng chạy đâu lợi người ta? Hả? Không nhờ cái anh đó là tao chết rồi đó. Thêm kiếp nữa. Hôm nay anh em cũng làm nghi thức như là anh dặn. Ừ, tao dùng rồi. Anh dùng rồi. Mai mốt cúng tao có 3 số nha. Tao khóa 3 số. Cúng có 3 số. Mà anh ơi, cho em hỏi anh cái vấn đề này nha. Nói đi. Anh hiện giờ anh ở nữa đâu? Chắc tao đi theo anh đó quá. Cho tao nghe kinh nữa. Tao biết được nhiều dạy chữ đó mày. Hiện giờ anh dụ đang ở nữa đâu? Có thể cho hai anh em biết được không vậy? Hả anh? Bay biết không bay còn hỏi tao. Hỏi cơ hả? Hả? Hỏi cơ đúng không? Hỏi dài là cho hai anh em biết anh bao nhiêu tuổi được không anh? Tụi bay cúng như rồi sao tao ăn? Không xẻ ra rồi tao ăn gì hả? Ông cầm nguyên trái được mà anh, cầm nguyên trái dùng được mà anh. Ồ, quên lắm, ông không muốn chạy anh. Không phải tao làm khó bay đâu, tại tao quen cái thối ở trên rồi, hiểu không? Lúc tao còn sống á. Do cưng chiều nhiều quá. Mà anh ơi, cái gì? Cho anh hai anh em hỏi vấn đề này nha. Nói đi. Tao giúp được tao giúp. Một canh giờ ở trần gian là Khoảng bao nhiêu ở nơi chỗ mà anh ở dưới đó vậy anh? Tao không biết nói cho bay nghe sao nữa. Lúc vậy lúc khác giống vậy đó. Bay biết mà. Trên bay là 24 tiếng đồng hồ đúng không? Ở dưới khác. Là ở dưới là khoảng bao nhiêu hả anh? Cũng giống ở trên bay vậy đó. Có ban đêm và ban ngày. Mà ban ngày tao đi không được. Vậy thôi. Ở trên bay là đi ban ngày ban đêm được đúng không? Yeah. Đúng. Tao trời mưa chạy bỏ mẹ. Ủa? Tại sao anh chạy? Ông vốn một cây mà ông chết luôn. Chết thêm kiếp nữa đó. Chỗ nào mà có lỡ trời mưa anh chạy vô ngôi miếu của hai anh em đi. Bay khỏi nói. Nhưng mà chắc tao đi theo anh đó đó. Anh nói tên gì vậy? Bay cho tao biết đâu. Nói tên hoài mà không biết được. Không. Anh em không cho biết tên. Nhưng mà chỉ biết ảnh uống rượu như vậy thôi. Chứ không biết ảnh là tên gì nữa. Ảnh hình như là
tao có nghe anh nói kêu bằng, ai kêu bằng thiếu gia vậy hả? Ủa sao, sao anh biết? Nói mày cũng cũng không hiểu đâu. Mà anh ơi, cái hôm trước có nghe anh nói là anh muốn vô nhà mà vô nhà không được. Hai anh em có cần hai anh em giúp đỡ gì anh không? Để cho anh gặp người thân. Giúp gì được giúp. Tại do nghiệp tao nghĩ giúp gì. Còn phần nữa, ở trong nhà phờ phờ đâu vô được, có thằng giữ cửa chứ. Cũng có cô bác nhắn tin cho hai anh em, cho anh em hỏi cái vấn đề này nha. Những cái hương linh mà tới cúng của hồng á anh, giờ mình có dùng được hay không anh? Có chứ. Rồi cũng có một số người ta cúng người ta bỏ luôn rồi, cái đó có sao không anh? Cúng đồ chay thì được, đồ mặn thì chịu rồi. Đồ chay thì được mà đồ mặn là chịu. Bậy nghe anh mày đi, tao có gì tao sẽ nói cho bay biết, bay sửa lại. Còn tao nói một lần nữa, không tin thì bay chịu. Là sao hả anh? Tự hiểu, không có nói nhiều. Bay biết tại sao tao mượn xác của thằng đệ này không? Dạ không. Ừ. Không anh ơi. Tại bây giờ tao là chỉ là cái bóng thôi. Chỉ là cái bóng. Ừ. Đang xì lây gì đó không thấy hả? Nghiệp chưa có trả nữa. Nè anh. Ủa. Mà anh ơi, ảnh dạy tao nhiều câu đó nha. Mà anh ơi, cho em hỏi, nãy giờ anh dùng đó, những linh khác có dùng không anh? Tăng dùng nó không thấy hả? Anh chạy ra. À hả? Cũng quên luôn. Ngày hôm qua anh bay quên gì hả? Anh mất tiêu rồi. Ngày hôm qua anh có dặn là cái lo mà cái lo tụng kinh phải không anh? Ồ, đừng lo, lo bay đặt ở ngôi miếu rồi. À. Còn tao chắc là tao đi theo cái anh đó học đó. Tuy là tao cũng giống ảnh nhưng mà tao khác ảnh, biết không? Anh có biến quá cái này cái kia được, tao không có được. Chỉ là bay cái giọt giọt cũng không có lợi tao đâu. Lúc tao mất á, tao còn nhớ rất rõ luôn. À. Lúc đó là tao mới 18 tuổi. Anh mắc bây giờ không? Là tao khoảng 40 mấy đó. Trời biết. Có thể cho hai anh em biết gia đình của anh ở nơi đâu không anh? Tại tao ăn chơi đua đòi tan nhà nát cửa, giờ tao còn chưa trả được ai bây giờ. Thôi bây giờ là chứ sao thì nó cũng đã thành như vậy rồi. Thôi anh cố gắng theo
anh rượu để mau siêu thoát nha anh. Bộ mày tưởng siêu thoát là siêu đó hả? Hả? Cái đó thì tùy theo tâm trạng của ai nói với bay vậy vậy. Nếu mà như vậy là tao đi lâu rồi, tao đâu có đợi giờ này, đúng không? Vì là hiện giờ anh ngủ vẫn khỏe mạnh bình thường hả anh? Có sao đâu. Anh ơi, cho em hỏi ý kiến đi nha. Có một người chị đó là muốn nói chuyện với anh, có được không anh? Như không phải ở đây đúng không? Dạ đúng. Có được không anh? Được. Đốt đốt đi. Rồi đó anh. Alo, chị nghe đây. Nói đi chị. Em tạo cơ hội để chị nói chuyện với ảnh đó chị. Bây đốt điếu dạ, rồi đi. Em chào anh. Dạ anh ơi, em xin phép chào anh ạ. Ồ, chào gì? Anh khỏe không anh? Bữa trước đánh thấy bà luôn, khỏe gì? Sao vậy anh? Bữa quỷ sứ đánh. Xin hỏi ai vậy? Dạ em là chị của Tư với Út á. Rồi sao? Dạ em đi giúp hai thằng bé em trai của em á, nó khờ á, cho nên em muốn giúp hỗ trợ nó. Thì em biết được anh, em biết anh cũng hỗ trợ nó nữa, cho nên em rất là mừng. Hôm nay em gặp anh được anh, em rất là cảm ơn anh. Nói đi. Anh ơi, em có nghe được cái điều kiện của anh á. Thì thật tâm em với Tư với Út rất là muốn giúp anh, để anh có thể cảm thấy một chút ấm áp trong lòng anh. Ồ, ấm gì, lạnh thấy bà luôn, ấm gì. Anh ơi, vậy mấy chị em đốt quần áo cho anh nha. Đốt có bằng được đâu, có tên mới nhận được. Dạ anh, em biết là phải có tên mới vận được. Vậy anh có thể là làm cách nào đó cho Tư biết tên thôi, rồi tụi em lẳng lặng viết tên anh vô, tụi em không cho ai biết đâu. Vì tụi em là người tốt người xấu anh cũng biết rồi, cho nên anh yên tâm đi, tụi em chỉ muốn giúp người thôi. Em muốn anh ấm và anh có đồ ăn, cũng giống như là em với Tư Út á, cúng để nhiều vong linh được ăn uống không còn đói khát nữa, bớt được bớt đói và bớt lạnh. Tụi em thật tâm muốn giúp như vậy đó anh. Để coi có nói tên được không. Dạ anh cứ suy nghĩ đi, anh cứ suy nghĩ đi nha. Nhưng mà nè anh ơi, em có nghe biết được đó là ba mẹ anh còn đúng không anh? Ồ, bây giờ không có nhận đâu. Bất hiếu. Anh nè, đừng buồn nữa, con người ai cũng có cái lầm lỗi hết á.
giờ mình có lỗi thì mình phải biết sửa lỗi anh à. Ba mẹ nào cũng thương con. Em muốn giúp anh, em với Tư Úc muốn giúp anh để cho hai bác á đỡ buồn. Anh có muốn nói tâm nguyện gì để nói lại với hai bác không? Tụi em sẽ thực hiện. Tụi em sẽ đến đó để trao đổi với bác, để cho bác yên tâm và thương và bà không còn trách hờn anh nữa. Và anh cũng muốn nói được những cái điều mà anh muốn nói với ba mẹ. Tụi tôi không có cần đâu. Tôi đến đó được. Anh đến được hả anh? Dạ anh vào nhà được không anh? Ồ không đâu. Thấy đi chợ hoài. Vậy đó hả? Chứ ba mẹ anh mà biết vậy ba mẹ anh mừng lắm đó anh. Em nói thật á, tại ba mẹ anh không biết á. Còn ba mẹ, ba tôi già rồi. Chống dạ. Gậy rồi. Dạ. Đêm nào tôi cũng nhìn nữa chứ đâu có vô được. Anh ơi, vậy em có là có anh chỉ em mấy cách nào để em có thể giúp anh vào nhà được đi. Vào nhà để anh thăm ba với mẹ đó. Ồ, không được đâu. Có thằng giữ cửa hết trơn rồi, không có được đâu. Vậy em đến em xin phép. Cửa hết trơn rồi, không có được đâu. Vậy em đến em xin phép thằng giữ cửa giúp cho anh được không? Không có cần. Được không? Không có cần. Còn anh nè, anh ơi, về gặp ba mẹ mình đi. Em biết anh còn trong lòng rất là nhiều nỗi uẩn khúc á, tình cảm, anh thương ba mẹ, anh hối lỗi lắm. Em muốn giúp anh giải tỏa cái tình cảm đó. Ai giúp được đâu. Anh chỉ cho em cái cách đi, anh chỉ em cách làm cách nào để xin phép ông thần giữ cửa cho anh vào đi. Tại tôi nhiều tội, không được. Tội bắt thiếu là tội nặng. Tội bất hiếu là tội nặng. Thì bây giờ anh hối lỗi đi anh. Anh niệm Phật đi. Anh nghe lời các em nè. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi anh. Mình sám hối là những cái tội lỗi mình gây ra đó anh. Rồi mình sẽ trả nghiệp hết à. Tôi nói cho không biết kêu bằng gì. Anh kêu em tên Phượng đi. Em năm nay là 50 tuổi rồi. Không. Em tên Phượng. Không, em đừng nói tên. Em đừng nói tên. Họ dạ. Biết được họ. Dạ. Dạ, em xin lỗi. Dạ, dạ, em xin lỗi. Thì cái ly hương cháy hết trơn nha luôn. Trời ơi, cái lỗ mà. Họ sắp đến nữa rồi đó. Để khổ lắm. Anh ơi, họ sắp đến là ai sắp đến vậy anh? Quỷ sai. Vậy họ có làm gì anh không? Họ đánh đập. Để tôi nói cho chị nghe. Dạ. Họ giống như là cảnh sát ở trên vậy đó. Dạ em hiểu. Còn tôi như là tù lỏng vậy đó. Dạ. Nhưng mà hơn ở chảnh thôi. Dạ. Ở chảnh á, không có đi đâu được. Dạ. Còn tôi đi được. Dạ. Nhưng trốn là họ kiếm. Dạ. Họ đánh. Dạ. Nhưng không sao đâu. Có cái anh gì đó. Anh rượu không anh? Cái đó tôi không, giúp không? Tôi không biết. Anh đó. Anh ơi. Có phép luôn đó. Dạ. Chắc là tôi sẽ đi theo anh đó. Đúng rồi, đúng rồi. Anh theo đi anh.
anh theo đi, anh ấy đang học phép đó nha. Còn nghiệp tôi không biết nào trả đâu. Anh cố gắng đi, tụi em sẽ hỗ trợ giúp được anh gì tụi em sẽ giúp nha. Có tụi em ở đây, anh yên tâm đi, tụi em sẽ giúp anh mà. Nhưng mà anh phải cố gắng lên. Chị giúp nhưng tôi phải... Đúng rồi, anh phải tự lực anh nữa. Anh phải tự lực, anh cố gắng lên nữa thì tụi em mới giúp, mới kéo anh lên được. Anh phải cố gắng nữa, anh phải hợp sức với em. Cái anh đó kêu bằng đệ gì đó. Dạ đúng rồi. Anh đó nói là cũng khuyên tôi đó. Dạ. Cố gắng tôi ngồi để được mau đi siêu thoát. Dạ. Thì tôi mới hỏi anh là tôi đang như vậy đó, khi nào mới xong? Anh nói cố gắng là được. Dạ đúng anh. Đúng không, rồi. Không phải vài ba câu niệm Phật là thành được đâu. Còn nhiều lắm. Phải cố gắng anh ạ. Cố gắng lên. Tụi em họ sẽ hỗ trợ cho anh. Anh phải nhất tâm niệm Phật. Anh phải tập trung nhất tâm niệm Phật sẽ thành. Ờ mà quên nữa. Tôi thấy á. Dạ. Ở đó có một cô đẹp lắm nè. Hình như là Thương. Đúng không? Dạ. Đẹp lắm. Cô đó là cô nào vậy? Ô mà tánh dữ à, hỏi tên hoài không được đó. À nhưng mà tôi phái lắm á. À chắc nghe anh đó rồi. Dạ anh ơi, cho anh hỏi, cho em hỏi. Quỷ hiện giờ đang ở đây, có ở nơi đây không anh? Tại lát tới rồi. Tại vì cái ly hương nó cháy hết trơn luôn rồi chị ơi. Anh nếu vậy thì anh đi, đừng có để người ta bắt anh. Người ta đánh anh đau lắm. Anh đi rồi mới mốt gặp lại anh chạy đi. Để cho tôi nói này với chị được không? Dạ em nghe. Chị còn nhiều cái sai lắm nha. Dạ. Anh nói đi em sửa. Tôi nói vậy là chị hiểu à. Dạ. Thôi. Anh chỉ dạy cho em đi anh. Để khi khác đi. Bây giờ. Dạ. Bị đánh nữa quá. Thôi anh chạy đi anh chạy đi anh đừng có để bị đánh nữa. Chạy đi anh chạy đi. Dậy ông ơi. Ly hương cháy trơn luôn rồi hả? Ôi ơi. Cháy khi nào với anh Tư? Kìa cháy trơn rồi chị. Vừa đủ cháy hết trơn luôn chị ơi, cháy không còn một cây nhang nữa chị ơi. Ôi à. Thôi mình rút đi. Mình bỏ đi. Mà sao với anh Tư? Anh... Ý da. Bây giờ có phải không? Dạ.
Sao lạnh ngắt vậy? Hả? Anh gù dày hay gì anh Tư? Canh đó đó, canh mà ăn 3 miếng tàu hủ á. Dạ, nó luôn thôi. Từ từ anh Tư. Mình quên cái lo thông kinh, anh nói khỏi cần. Anh nghe được rồi. Anh đặt nó trong cái ngô miếu đó. Giờ đủ luôn rồi kìa. Ôi ơi, cháy gùi luôn rồi. Nãy là sao vậy? Hả? Là sao? Anh nói có quỷ gì vậy? Cái trong ngang cái Phật lên luôn á. Trời đất ơi. Giờ này cài gió tắt cháy hết cháy luôn rồi. Mà cháy hay tắt? Cháy á, cháy chân luôn á. Chỉ còn một hơi thở cuối cùng luôn rồi kìa. Điên hả? Tao nói chuyện gì kỳ vậy? Thôi đi đi đi. Anh không? Dạ. Không biết nữa. Đi. Bỏ đi, sáng mình dẹp. Trời ơi, cháy hết trơn luôn rồi. Thì cả nhà ơi, thì anh em con thì con không biết, con thì con không biết cái nguyên nhân gì nữa, thì con xem lại clip nha. Tại anh em con thì cuối thời clip thì con chúc cô chú anh chị và các bạn ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip theo. Bye cả nhà.